When I say die, you say love, okay? Die! Die! Yeah. Die! Yeah. Yeah. Khỏe chưa? Hôm qua đi chơi Trung Thu về không mệt à? Thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. À, tiếp theo hát phải gì nhỉ? Phải chơi nhẹ nhàng một tí cho mọi du mọi người ngủ ở đây là những thành phố mơ màng mà. Sau đây là từ ngày em đến. Yeah. Anh bài này lần trước hát rồi. Cũng ở đây bị cắt nhé. Bây giờ phải hát cho đã. Anh đen của mọi người đâu, anh đen đâu, anh đen đâu. Yeah, rồi, yeah, tuyệt vời. Yeah. Oh, quá đẹp luôn. Có ai thuộc bài này không? Yeah, hát cùng Đà Lạt nha. Mới bé thôi. Wow, đẹp quá. Wow. Cộng cho mỗi người 20.000 nhé. Một ngày vẫn thế, vẫn lệ thế ngày sau. Thế vẫn trôi qua đủ 24 giờ. Chẳng có chi để mong chờ. Từ ngày em đến, thay đêm đen tàn nhanh hơn. Sớm mai khẽ khẳng êm, dù nghe để ta như mơ. Từ ngày em đến, anh nắng ấy đã xua tan màn đêm nơi chân trời. Và tên em anh mãi cất giữ cho trái tim có rời. Dù ngày mai sóng gió bao tố níu đôi chân của anh trên đường đời, anh sẽ yêu em đến tận cùng thời gian. Đi cùng anh từ khi bình minh vừa lên để ta dìu nhau về những đêm buông mềm nhòa. Và anh chẳng mong gì hơn để cho bình yên ngủ quên ngôi sớm bên em. Ngoài kia chẳng như là mơ để anh nhiều khi chất như che thơ sơ. Anh chỉ mong về nhà nhé. Mình em anh mong chờ để mà vơi đi bao nhung nhớ. Phía bên ngoài cánh cửa, riêng hôm nay có thể đến muộn để em bình yên thêm chút nữa. Cùng bên này và bao lâu nay với người có quý giá đến mấy, cho tôi cùng mẹ của em đang say giấc trong vòng tay. Từ ngày em đến anh có ngày đã xưa tan mang đến nơi trên trời. Và tên em anh mãi cất giữ cho trái tim có thơm. Dù ngày mai sóng gió bao tố níu đôi chân của anh trên đường. Sách gì nhỉ? Sách gì đấy? Đại học từng học đại. Xin phép mọi người, mình là một dịch giả.
tình cờ lạc đến đây đứng trên sân khấu này. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cuốn sách của mình. Hy vọng lần tới mình sẽ có một cuốn sách do mình viết chứ không phải mình dịch. Các em giơ sách này là anh Cào thuê riêng nhá. Sao bạn bảo là ai giơ sách là bạn quỳ lạy cơ mà. Nãy tôi lạy rồi. Lúc hai bạn lên sân tôi lạy rồi. Quỳ chưa? Lại nhá. Giơ lên. Ai có sách giơ lên. Đây có một bên này. Lần sau lại mang nhá.